con, một người anh hùng đã giúp cho những chú cảnh sát phá được rất là nhiều các vụ án. Và đặc biệt giải cứu được rất là nhiều các nạn nhân trong những vụ án bắt cóc trẻ em hiện nay. Đặc biệt, chú còn là khắc tinh của những tên tội phạm khét tiếng. Hôm nay nhà trường chúng ta đã mời chú đến đây để hướng dẫn cho các con một kỹ năng sống. Đó chính là siêu anh hùng Trần Hạo Nam. Đó, ba chú đó siêu anh hùng Trần Hạo Nam đó Vi. Hạo Nam, sắp ba xa. Hạo Nam, sắp ba xa. Hạo Nam là chính tôi, giấu đi cũng không đổi tên. Là anh em thân thiết, ta luôn sắp chia nhau buồn vui. Hạo Nam, tôi hứa không có chân tình đã nghe lời chào. Dẫu còn mặt giọt máu, cũng không hài lòng với anh em. Hạo Nam, chú Hạo Nam gì mà còn xấu nữa vậy? Đứng dậy. Này cô bé nhỏ, cô bé nhỏ mới nói ai mập xấu vậy? Cô bé nhỏ có ngon nói lại một lần nữa coi. Mập xấu. Sao chú dám ăn thịt mẹ con hả? Con không có giống bà con. Cô Binh, cô bé nhỏ này mà con nói chú vậy hả? Nè, nhìn lại cái mặt mình đi. Nhìn gì? Lớn già cái đầu rồi mà. Sao hiếp hai đứa nhỏ vậy? Anh hiếp hồi nào? Ê, ở đây đâu mà vô nói chuyện tao cái đó vậy? Mình nên nhớ, mày chỉ là thằng em thôi. Thằng bình tĩnh là anh em song sinh của mày. Nó còn chưa bao giờ nó dám nói chuyện tao kiểu đó. Mày cấp bậc gì? Tao ít ra tao có được cái bằng cấp 3 mà. Nè, nói cho nghe nè người. Nói chuyện với nhau á, tôn trọng. Thì mai ra tôi còn gọi một tiếng Anh. Tiếng Anh là tiếng Anh em á, chứ không phải là English to English đâu. Còn nếu mà nói chuyện cái kiểu đó, kể từ bây giờ tôi sẽ gọi là gâu. Mày muốn cái gì? Có đúng không? Muốn gì đây? Bây giờ đừng có kiếm chuyện. Muốn cái gì đây? Mày muốn cái gì đây? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì là cái gì? Mày ngon, mày nói mục đích mày ra. Mục đích của mày là cái gì? Mày nói mục đích mày trước đi. Mày nói mục đích mày trước đi. Mày nói trước đi. Mục đích của mày là cái gì mày nói đi. Ha, mục đích của tao là tao thích tiến tới đó. Mục đích của mày là gì? Mục đích của tao cũng giống như là cái mục đích của mày vậy đó. Mục đích không thể nào giống nhau được. Mục là phải có mục lớn, mục nhỏ tùy thuộc vô độ nóng của cơ thể. Bây giờ tao không cần biết là mục lớn hay mục nhỏ. Nhưng mà nếu như mà mày đang nóng thì tao cũng nóng như mày đó. Cái mục đích của tao cũng nóng như mày. Bước tới gần nhau dễ nói chuyện nè. Mày muốn gì đây? Nè, muốn cái gì đây? Muốn gì? Mày muốn gì? Ngon đụng một cái đi. Mày tưởng tao dám đụng mày hả? Tao đụng mày bằng ngón cái đó. Làm gì tao? Tao đụng mày bằng ngón có nhẫn đó. Ê, mày đụng tao lại hơi đau đó. Thôi sao hơi đau mày làm gì tao? Tao đụng mày lại bằng ngón trỏ đó. Nè, đụng hơi mạnh đó, ngon đụng lại lần nữa đi. Sao mày làm, mày tưởng mày là ai đâu dám đụng mày, tao đụng mày bằng ngón trỏ. Mày làm gì, mày làm gì đánh tao hả? Ê nè, mày nhột nha, cái tay nó tự giật lên thôi. Mày giật giật đi sao, mày muốn gì? Mày muốn gì đây? Mày muốn gì đây? Nè, sao? Sao là sao? Nè, nói chuyện với tao làm ơn làm phước cái môi bớt nhúc nhích lại. Tại sao? Đứng gần quá tao chịu không nổi. Nhưng mà nghĩ tao chịu nổi hả? Giờ mày thích gì? Giờ mày thích gì? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Tao chịu hết nổi rồi đó. Mày muốn gì tao chịu được cái đó. Giờ mày làm gì đó đi. Làm gì tao? À, mày để tay lên má tao hả? Ừ, tao để tay lên má nữa là sao? Tao để im mày làm gì tao? Tao để hai tay mày làm sao? Tao để lên tay mặt mày luôn. Hả? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Bây giờ tao với mày hôn nhau đi. Chơi chơi. Bỏ tay xuống cho người ta thấy. Chơi chơi sợ gì? Môi mày hơi khô đó. Môi mày ướt quá. Thì sao? Ừ. Ê, nó lại chim à. Tao đã có được cái bằng chứng tâm mét này ca. Tụi bay không dạy tụi nhỏ mà ở đây đóng phim thú y. Nó nói đóng phim thú y là gì? Mày tên gì? Heo rừng. Phim heo á? Phim heo là sao? Mày đóng hoài mày không biết mày đóng chính đó con. Đóng hoài mày khùng quá. Tao đời nào tao đóng phim heo gì đi quá. Có mày đóng cái người mẫu rồi đó. Thiệt? Có mày có. Thiệt? Có là tao đâu có đóng. Tao nói thiệt bây giờ quay. Mày đưa máy đây. Còn giờ quan trọng là phải lục lại cái clip để xóa. Mày hiểu không? Cái clip hồi nãy nó quay nó đưa lên mạng một cái là chết hai mịt mà. Ôi mày ơi, hên quá mày ơi, hồi nãy nó quay không thấy gì hết. Ủa sao vậy? Nó lùn quá nó quay vậy thấy có cái bụng mày không à? Trả lại. Ê không, ê cái này thắc mắc chứ. Ngày xưa tướng bự lắm sao càng ngày càng teo vậy? Đúng rồi. Kệ người ta. Cái đó là chuyện của nhà sản xuất, chuyện của đạo diễn. Nó mệt hai cha quá, đi lo cho mấy đứa nhỏ đi kìa. Chú không chồng nữa. Đừng có giận chú nhỏ nha, chú thương nha, chú không chồng nữa. Xong. Làm gì? Đăng Facebook. Facebook gì? À, Thánh Nhuận xuất hiện ở trường tiểu học Minh Long. Mày điên hả? Mày nghĩ sao tao vậy? Mày đăng tụi bậy tụi bạ, cái đó nhạy cảm, đâu có đăng gì tụi bậy gì được. Mày nít mà mày đăng gì sao được? Quên vậy tao xóa. Tụi vô không biến thì vô cho 200. Mắt hay không mà vậy? Cho mày 200 nào qua không nói đi. Mày điên hả?
tao cần tiền mày chắc tao không không tiền nữa. Nè 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 nè, mày giỡn hoài, mày cũng vô mày giỡn chung thì sao? Đại ca nhờ gì? Làm ơn làm phước tập trung lo làm đi, để chiều quý vị có thời gian làm xong rảnh hai mình dắt nó đi chơi bóng rổ. Mệt hai bây giờ. Chú Nam chào các con. Chào chú Hảo Nam. Ủa sao sao mấy đứa không ai chào chú quá vậy? Ủa Vi hồi nãy nó nựng chú cứu con mà. Thời gian gần đây tình trạng bắt cóc trẻ em diễn ra ngày càng nhiều. Thủ đoạn của bọn chúng rất là tinh vi. Và hôm nay chú Nam đến đây để dạy cho các cháu kỹ năng sống để chống lại bọn chúng. Nên nhớ một điều, hết sức bình tĩnh. Mày làm gì vậy? Gió lạnh quá. Đại ca. Cái gì? Anh em nó cũng chết gì quá bình tĩnh đó. Mày thật sao quá. Các con hết sức bình tĩnh trước mọi tình huống. Và một điều quan trọng nữa là các con phải nhớ số điện thoại của cha mẹ và người thân để liên lạc. Không được ăn bất cứ kẹo bánh của người lạ, vì có thể bọn chúng sẽ bỏ thuốc mê vào trong đó. Và bây giờ chú sẽ dạy cho các con một số kỹ năng sống để phòng chống lại bọn chúng. Hào Dân. Dạ. Con lên đây. Hôm nay Hào Dân sẽ cùng với ba chú sẽ dạy cho các con những kỹ năng sống. Tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là trong trường hợp các con bị khóa cả tay và miệng không thể kêu cứu được. Đứng lại. Bật lại, lại. Im chưa? Bật không. Tình huống thứ ba, chú yêu cầu các con hết sức tập trung, nhanh nhẹn, bình tĩnh để đối phó với bọn chúng. Chú là heo rừng, chứ không phải là bình tâm hay là dinh cùng đâu. Hôm nay chú sẽ cho con bể mặt với cô bé nhỏ của con. Con ra nãy giờ. Đừng có cố gì đó, nó không có làm gì được tôi đâu. Trời ơi, dễ gì trời ơi. Không có làm gì được tôi hết trơn á trời á. Ôi trời trời, tôi đập như vậy. Đau chân. Trời ơi, cái thằng này muốn đắng. Con cắn cái giọng chú đau á. Thì còn dám ăn khiếp TV của con nữa không? Thôi được rồi, trời. Chú không có đụng gì tới bạn của con nữa, chú hứa luôn. Nữa cắn nữa đau. Đau. Cái thằng này nói. Mày trời. Chắc em phải đi tìm cái thằng bình tĩnh luôn rồi. Nó thảm một cái em không thể nào sống nổi qua con chặn này nữa đâu đại ca ơi. Cảm ơn đại ca đã nuôi dưỡng và lo lắng cho em suốt thời gian qua. Chắc là em phải. Thảo Dân. Dạ. Bây giờ cô giáo sẽ đưa con về với mẹ trước. Dạ. Nha. Ba và ba chú sẽ đi gặp chú cảnh sát trưởng. Dạ. Về ngoan nha. Dạ. Hùng miếng coi. Thôi khỏi đi. Được. Rồi đây. Sao không đi, đứng đó thẫn thờ nhìn gì vậy? Cô giáo bén quá. Tôi không bén hả? Bây giờ tao đi gặp cảnh sát trưởng. Hai bay muốn tao gửi lên phường. Đi. Dòng sông dài có anh em chẳng ngại. Nghĩa tình keo sơn mãi mãi chăm nhạt phai. Những vui buồn thế thái nhân tình sẽ như mây trôi chỉ còn...
Hào Nam, Hào Nam. Hào Nam, Hào Nam. Alo, tôi nghe cô giáo. À, gần tới rồi, 5 phút nữa. Rồi, 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 rồi. À, con điên này, con chết hả? Đường ông nội mày hả? Tại sao hết xăng trong lúc này hả? Nơi nào khó? Nơi đó có hot boy gì lâu. Hào Nam, lên xe. Ông chờ xe Hào Nam, tôi đang đóng nó. Đuổi kịp bọn chúng. Anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu Hào Nam à. Giờ anh cũng đỡ đi bộ chứ. Trả lại anh đi một đường gian lì không sửng lại như tôi, giống như hổ mọc cánh vậy đó.
mình phải mạnh mẽ lên như lời chú Nam đã dạy. Chú Nam, con tin chú, gia đình con tin chú, xã hội này tin chú. Chú cách đi. Quyết tâm không sợ. Giỏi lắm những chiến binh của chú. Bác sĩ, đại ca tôi sao rồi bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết. Nói gì vậy? Bằng mọi giá, ông phải cứu lấy đại ca của tôi. Thôi đi. Mày lá cái vụ nào vậy? Nó thấy chú Minh ngồi hả? Bình tĩnh lại đi. Bác sĩ, tôi biết là bác sĩ nói giỡn. Tôi biết là anh của tôi siêu anh hùng Trần Hậu Nam không bao giờ chết đâu. Súng đạn bắn không bao giờ chết. Nè, nói nhiều với ông qua làm cái gì? Nhiệm vụ của ông là cứu người mà. Đứng đây làm cái gì? Vô trong cứu người đi kìa. Tôi nói cho ông nghe, tôi đã mất đi một thằng anh rồi. Tôi không muốn mất đi bất kỳ một người thân nào nữa. Nghe rõ chưa? Hả? Cứu người đi! Thôi, ba cậu bình tĩnh lại đi. Ở đây là bệnh viện. Ba cậu có muốn tôi đưa ba cậu đi sở cảnh sát vì cái tội gây rối trật tự nơi công cộng không? Tôi nghĩ gia đình bình tĩnh để lo hậu sự cho anh ấy. Ba đứa về chuẩn bị đồ cho Hạo Dân. Ngày mai bà ngoại sang sẽ rước Hạo Dân qua Thái Lan ở một thời gian. Chị không muốn cho Hạo Dân biết chuyện ba Hạo Dân mất. Ba đứa nói với Hạo Dân, ba không sao, đã khỏe lại rồi. Thời gian sau chị sẽ tìm cách nói cho Hạo Dân hiểu. Anh cũng không bận tâm.
trễ lắm rồi. Anh Nam, anh sao vậy? Sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Anh Nam. Anh Nam, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ anh Nam. Anh Nam ơi. Em không. Em gần mình đang đâu. Tôi sẽ gặp cô này. Anh Nam bị lỡ sao rồi nè. Anh có bị gì đâu mà gọi xe cấp cứu. Anh giận cái gì kỳ vậy? Tại sao mang chuyện chết chóc ra mà đùa giỡn? Anh có biết là em lo lắm không? Anh xin lỗi. Anh thử xem cảm giác của em á khi anh chết em sẽ như thế nào. Nhưng mà thấy em không còn là chính em, em lo cho anh quá, cho nên thấy thương em mà không có giỡn nữa. Mà nghe nè, em là vợ của Trần Thảo Nam, em phải tập làm quen với những chuyện này. Lỡ không may á thì xảy ra thật với anh á, em phải hết sức bình tĩnh và mạnh mẽ đối phó để còn lo cho con và anh em của anh nữa. Miệng ăn mắm ăn muối nó bậy không à. Anh em của anh thì anh phải lo chứ, mắc mớ gì phải lo cho họ. À mà lúc nãy rõ ràng em đã thấy anh tắt thở, tim ngừng đập rồi mà. Đó gọi là khí công. Khi em có thể điều khiển được luồng khí trong cơ thể của mình thì em có thể làm cho tim ngừng đập và nín thở một thời gian rất là lâu. Em cũng muốn học. Ok, chị đi theo anh. Ừ. Em nín thở hết mức đến khi nào có thể. Tập trung phối hợp luồng khí vào một vị trí, giữ nguyên ở đó. Nhớ không được mạo hiểm. Nếu cảm thấy không nín thở được nữa, hãy đẩy hơi thở ra và thở bình thường. Không được cố gắng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Dạ, em biết rồi. Làm đôi ta xa rời, em đau thật nhiều anh ơi. Tại sao là em không phải là ai? Em bị sao vậy? Em không thể tập trung luồng khí ở ngực, ở lòng tim ngừng thở được, mà cảm giác nó ghê quá. Em sợ nín một lát em lại ngừng thở, chết thật á. Đúng rồi, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Anh là một trong những dị nhân, mình chỉ có một mình anh có thể làm được thôi. Em được cố gắng nha. Sợ. Em sẽ không để cho anh tức giận. Kẻ nào đã gây ra cái chết của anh, em bắt kẻ đó sẽ đền mạng. Em hứa với anh, nhất định em sẽ mang nó về thì trước mộ anh.
Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện Minh Anh, nơi đang cấp cứu cho Xin Hùng Trần Hậu Nam. Hãy cùng cầu mong cho Xin Hùng Trần Hậu Nam vượt qua những khó khăn này và chúng ta hãy chờ những thông tin từ cảnh sát trưởng quý vị nhé. Cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng, anh là một người thân của Xin Hùng Trần Hậu Nam, anh cho biết tình hình nguy kịch của Trần Hậu Nam thế nào mà? Anh ơi. Vì cứu những đứa trẻ thoát khỏi bom nổ, Hậu Nam đã liều mình ôm một quả bom và chạy đi thật xa để cứu mẹ em. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng mà anh ấy vẫn không qua khỏi. Tôi hứa sẽ tìm ra hung thủ đã gây ra cái chết của Hậu Nam để đổi lại công lý. Lâm lão đại, cái gai lớn nhất là Trần Hậu Nam đã chết. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Họ muốn tất cả những người thân bên cạnh của nó phải chết hả? Tiếp theo là con vợ của nó. Con vợ nó chết, Chiêu Lạc sẽ thuộc về ta. 3 tháng nữa Mỏ Lết sẽ ra tù. Nó là cánh tay trái tay phải của ta, giống như Linh Cối. Ta muốn đích thân Linh Cối đi đâu đó. Dạ, lão đại. Rảnh thì ở nhà lo cho vợ con, suốt ngày lo chuyện bao đồng nghĩa hiệp, nên quả đến cũng là chuyện bình thường. Uống với tao một chung đi Hậu Nam. Ê, con gái nào mấy nữa này, ơi ăn gan chồng của mày. Làm kỹ rồi tôi với tao, không ai cho ai ra đi. Mấy đứa không nhớ là anh Nam vậy à? Mày hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống. Quá phụ trẻ và xinh đẹp, tiếc cho phận hồng nhan. Ở đây không hoan nghênh mọi người, mời đi cho. Mọi người chơi cái trò gì mà vui vậy? Mệt chưa? Cứ mời tất cả đi sở cảnh sát cũng cả đi. Đi. Chị Minh, trong lúc này chị phải hết sức cứng rắn. Hậu Nam nằm xuống như là rắn mất đầu. Các băng hội có thù với lại Hậu Nam như là một đồng phục, nhất định sẽ mượn gió bẻ măng. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Tôi biết rồi, cảnh sát trưởng. Cảm ơn ông. Mở lên. Cánh tay phải của Long Điên, ông Trùm đang nắm giữ 1 tấn ma túy mà chúng ta đang tìm kiếm bằng chứng để bắt giữ hắn. Mỏ Lết phạm tội buôn bán ma túy lẻ cho các dân ăn chơi. Vài hôm nữa Mỏ Lết sẽ ra tù. Tôi muốn các đồng chí phải bám sát Mỏ Lết để tìm hiểu ra nguồn hàng từ đâu Mỏ Lết có để bán cho dân ăn chơi. Đại ca, nghe nói bữa nay có người mới á, đại ca có làm lễ chào phòng cho nó không? Mày nghĩ sao vậy? Lính mới bước vô phòng của tao á, ít nhất là phải đá 8 cái tao mới chịu. Đã không đại ca? Đã sao không đã? Đại ca, đại ca, nhìn lính mới sao giống như Trần Hậu Nam đại ca? Mày điên quá. Bữa giờ báo chí nói á là Trần Hậu Nam bị bom nổ cảnh sát rồi. Thằng này chắc hâm mộ Trần Hậu Nam thôi. Ừ. Đại ca mày biết chào hỏi mày mắt để chân hả? Hả kinh hả? Thả người ta ra,
nhở mặt đó mày. Tôi nhắc lại một lần nữa, thả người ta ra. Có đau rồi đó. Lại mấy anh thấy người ta, hai cho người ta đi, người ta mới vô mà làm cho tội nghiệp người ta đúng không? Đã quá anh. Em toilet đâu có nói gì đâu. Mở nắp lên. Từ đây về sau, ta không muốn ai bất cứ trong cái phòng này bị ức hiếp. Nếu không, lấy bà cái mạng chó của bà tụi bay. Nói cho tụi bay biết, tao đã vào đây 17 năm rồi. Vì tao giết người, đời tao không có người thân, không có cha mẹ. Giết thêm vài mạng của tụi bay cũng chẳng ý nghĩa gì. Nên nhớ, tên của tao là Khang Mã Địa. Tao nói cho tụi bay biết nha, tao là tao tính ra tù tao mới trả thù tụi bay nha. Nhưng mà bây giờ ông trời cao có mắt cho tụi bay gặp đúng người rồi. Mày nè, mày đồ ăn to, mày đồ ăn của tao nè, mày đi cầu, đi cầu nè, nghe rồi, nghe rồi, mày. Uầy, mình bình tĩnh đi. Qua cảm ơn chuyện bữa. Tao là Mỏ Lết. Mày nói ngày mai mày ra tù hả? Mày ra. Tao cũng mày ra. Mày ra ngoài mày làm gì nữa đâu? Tao không có cha mẹ, không có người thân. Tao cũng chẳng biết tao làm gì ở đâu. Ê, tính ra cuộc đời mày thúi chứ ha. Tao còn có mẹ mà. Không sao, mày đi theo tao đi, kiếm tiền, việc nhẹ lương cao. Tao xin trân trọng giới thiệu cho biết, tao nha là cánh tay phải của ông Long Lão Đại. Mà Long Lão Đại là mày biết ai không? Nhìn cái mặt mày chắc chắn là không biết rồi đó. Long Lão Đại là đứng đầu Đông Kinh. Thấy ghê chưa, ghê chưa? Nè, bây giờ mày theo tao đi. Rồi tao nói Long Lão Đại kết nào. Ha. Ê, nghe nè, mày giống Trần Hậu Nam lắm luôn. Cũng có nghe tên, nhưng tao chưa gặp bao giờ. Ai gặp tao cũng nói giống người đó. Ừ ha, quên. Mày trong này 17 năm rồi, làm sao mày biết cái chuyện Dương Trần như thế nào, đúng không? Ê, cười đẹp trai mày. Rốt đi cái tao bớt cười nha. Mở lít. Anh là đàn em của anh Long Lão Đại hả? Trời ơi, em là em hâm mộ ổng dữ lắm luôn á. Anh, mày mốt anh về nhớ chiếu cố tụi em nha. Chiếu chiếc dép nè. Cứ giỡn hoài. Để tao coi thái độ của tụi bay sao đối với tao. Em không bằng miếng. Ây da, em cần thêm vết thương cho anh. Ây, tao ra. Chào mừng người anh em đã trở về. Chào chị. Chào mấy đứa. Chào anh Mỏ Lết. Nhỏ nhỏ thôi. Tụi em muốn tôi bắt lại hả? Hả? Oh my. Ây cha.
Nay chị Linh coi đón em luôn á hả? Em cho em vinh hạnh quá vậy ta. Ôm cái coi nè. Ê Vậy thôi, lão đại đang đợi chúng ta. Chờ chút, tôi còn đi với một người bạn nữa. Ai? Sao nó giống Trần Hậu Nam vậy? Khang Mã Địa chất như Trần Hậu Nam. Mấy đứa, chào anh Khang Mã Địa. Chào anh Khang Mã Địa. Lão đại, nay mỗi lớp có dẫn một người bạn thân ở trong tù về. Sống nghĩa khí, bản chất gan lì, tên là Khang Mã Địa. Trước giờ mỗi lớp tôi chưa xin ông điều gì. Nay tôi muốn xin ông cho Khang Mã Địa gia nhập ban hội của mình, để cùng mỗi lớp góp một chút công sức cho Đông Kinh. Lão đại, nó không phải là Trần Hậu Nam thì làm sao đỡ đạn được. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Khang Mã Địa, mày có sao không vậy? Cẩn thận dẫn hơn. Nhưng mà lão đại, mày biết quy tắc của tao từ chưa đến giờ không ai được phép dẫn người lại vào đây. Mày muốn chết hả? Bật cò đi. Bật cò đi. Tại sao ông có thể đối xử với những người anh em sống chết với ông như vậy? Nó lúc nào cũng xem ông là thần sống, mà ông xem cái mạng nó rẻ quá. Ông không đáng là người đứng đầu. Ông có giết, giết tôi nè, đừng có giết nó. Nó còn mẹ già. Lớp đầu tiên còn đứng trước mặt tao và chửi tao. Không. Chắc chắc lắm chú em. Không thua kém gì Trần Hậu Nam. Được. Kể từ nay, em sẽ là người của Đồng Kinh. Em sẽ là đàn em của mọi người. Cảm ơn lão đại. Cảm ơn lão đại. Cảm ơn ông. Bỏ lên. Dạ. Vài ngày nữa, dẫn Khang Bảo Đệ và đàn em qua khu Dương Lạc để chào hỏi nha. Dạ lão đại. Mẹ mày. Tao nói cho mày biết, đây là địa bàn Dương Lạc của đại ca Hậu Nam tao, chứ không phải như bên Đông Kinh. Mà tụi em muốn chơi đồ là chơi, muốn bán đồ là bán. Tao nói cho mày nghe, đại ca tao chết thì còn chị Minh và anh em tụi tao. Tao cấm tuyệt đối tụi bay qua đây buôn bán và làm mấy cái trò nghe này, hiểu chưa? Nghe chưa? Đại ca, tao không phải là đại ca của mày. Tên của tao là Khang Mã Địa. Cũng khác. Dám một thân một mình bước vào đây chứ không phải dạng người. Nhưng tôi nghĩ hôm nay mày sẽ không sát bước ra khỏi chỗ. Minh, cả một đám mấy trăm người mà ức hiếp hội đồng một thằng em của tôi vậy sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Đông Kinh của mấy người
còn mặt mũi gì nữa. Là do tụi nó đánh đàn em của tao chứ. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Ông là người đứng đầu của Đông Kinh, Phương Lạc là địa bàn ngự trị của anh Nam. Trước khi anh Nam còn sống, ông và chồng tôi đã có thỏa thuận. Nước sông không phạm nước giếng, người của Đông Kinh không được phép qua Phương Lạc buôn bán hàng cấm. Chồng của tôi mất không có nghĩa là Đông Kinh của ông được phép làm loạn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ông làm vậy thì còn đạo lý gì nữa. Đạo lý của tao nằm ở đây. Tao đã nói rồi, tao có quyền quyết định bất kỳ mạng sống của ai, ngay cả mày. Bóp cò đi, nếu ông còn đủ can đảm, để nhìn chú nọ ông sẽ ra chuyện. Trăm anh em Phương Lạc đang đợi tôi bên ngoài. Nếu trong vòng 15 phút nữa tôi không bước ra khỏi nơi đây thì tôi nghĩ sẽ xảy ra trận hỗn chiến lớn và sẽ rất nguy hiểm cho cháu nội của ông. Thả người! Ai dám đánh em? Em cứ thẳng tay đánh lại cho chị, cho bọn Đông Kinh biết Phương Lạc của chúng ta còn dễ bị ức hiếp. Má, cầm cái cây cũng chắc. Mày ghé mày. Gì vậy? Gì vậy chú? Hồi nãy mày đánh ai mày quên rồi hả? Đánh mày nào? Mày đánh tao mày không nhớ rồi. Ok, có lại của chị. Mày không nhớ hả? Mày không nhớ hả? Mày nghe em. Mày đánh tao nữa đi. Mày đánh đi. Mày đánh đi. Mày đánh tao đi. Ê! Mày à, tao không có đánh mày. À, tao quên. Tao đánh mày chứ mày dám thất lễ hất ly rượu vô mặt đại ca của tao. Vô! Quay vô! Cảm ơn Long lão đại đã cho phép đàn em của tôi được dạy dỗ đàn em của ông. Cháu của ông sẽ trở về nhà bình yên thì thay chị em tôi bước ra khỏi nơi đây. Ông nên nhớ Phương Lạc là của Trần Hạo Nam. Anh ấy chết không có nghĩa là Đông Kinh của ông muốn làm gì thì làm. Tôi là vợ của anh ấy. Ông muốn chiếm Phương Lạc thì hãy bước qua xác của tôi. Chẳng cuối luôn ai, tâm yên lòng ta sẽ yên. Mình nhân gian mình ai, mặc kệ ai, cho dù gieo xấu ta. Hãy sống thật tâm, anh em đồng lòng quyết tâm. Đạp lên trên mình kẻ thù, sống chắc bằng con tim. Người ghét người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghĩa nhân chẳng đổi thay, dẫu đời bao đắng cay. Thà sống làm sao, trời cao tự khắc chiếu soi.
nào anh em hãy vững lòng tiến bước cùng Hào Nam. Ngang quá bạn mọi giá bắt sống của mình về đây cho tao, nghe chưa? Dạ. Nữa. Con còn bao nhiêu con mua hết nha. Sân chơi này là của tao và tao có quyền quyết định mạng sống bất cứ ai, kể cả mày. Thảo Nam là do tao giết. Còn bây giờ tao sẽ cho vợ chồng mình được đoàn tụ với nhau. Thì ra là mày. Có giỏi thì mày giết tao đi, đừng để tao thoát ra đây lần thứ hai. Nếu không tao thề sẽ phanh thay mày để tế chồng tao. Chắc lắm của em, mạnh mẽ lắm của em. Nhưng mà tao hứa, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Còn bây giờ tao gửi lời chào Trần Hậu Nam nha. Đối phó với loại người này không cần giơ tay của lão đại đâu. Em nín thở hết mức đến khi nào có thể, tập trung phối hợp luồng khí vào một vị trí, giữ nguyên ở đó. Nếu cảm thấy không nín thở được nữa, hãy đẩy hơi thở ra và thở bình thường. Mày đi đi. Để tao còn người đến đâu, xuống dưới mà gặp chồng mày. Tụi mày là chồng tôi, vì những gì anh ấy đã làm cho xã hội. Lúc trước tôi không hiểu, tôi hay trách anh ấy. Bây giờ tôi rất đồng cảm với những gì anh ấy đang làm. Tôi nhớ anh ấy lắm. Làm ơn hãy đưa tôi sớm gặp anh ấy đi. Nó chết rồi. Tốt lắm, ta bắt đầu thích chú em rồi đó. Đúng là sát thủ máu lạnh, chiếm hết sự tin nhiệm và tin tưởng của ta. Bỏ lết. Dạ. Mang xác của nó xuống nhà kho phía sau, tắm xăng, đốt phi tang. Dạ lão đại. Lão đại, hay là để tôi giúp mỗi lết một tay? Không cần đâu, đây là chìa khóa kho hàng phía sau sân bay cũ, có chứa gần 1 tấn ma túy mà cảnh sát đang truy lùng bấy lâu nay. Ta muốn ngày mai đích thân người mang số hàng đó xuống cảng để giao dịch cho ta. Đừng làm cho ta thất vọng. Dạ lão đại. Alo, cảnh sát trưởng. Vị trí lô hàng nằm ở phía sau sân bay cũ. Chìa khóa kho hàng tôi đã nhờ người giao đến sở cảnh sát cho ông. À Minh, em đừng có chuyện gì nha. Em sẽ không sao đâu mà. Go.
Rồi mau lên. Rồi mau lên. Bắt máy. Bắt máy mau lên à. Bắt máy đi. Bắt máy mau lên. Tại sao? Tại sao con lại không bắt máy? Cảnh sát chưa? Bọn nhỏ có sao không? Anh tỉnh rồi. Anh yên tâm đi, bọn nhỏ không sao. Cảm ơn anh đã liều mình để cứu bọn trẻ. Bác sĩ nói là anh bị say sát và chấn thương phần đầu nhẹ. Chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng thì anh sẽ khỏe lại. Cũng may là trước khi chiếc xe phát nổ, anh đã nhanh trí nhảy ra ngoài. Long Điên là một nhân vật rất là nguy hiểm, nắm đầu Đông Kinh. Vụ việc vừa rồi chính hắn bày ra để hòng tiêu diệt người cầm đầu của Dương Đạt là anh. Hắn đang tàn trữ 1 tấn ma túy. Nếu như số hàng này tung ra thị trường thì xã hội sẽ loạn, con em của chúng ta sẽ chìm sâu xuống vực thẳm. Sẵn bây giờ trong mắt của bọn chúng là anh đã chết. Vì vậy tôi muốn Trần Hào Nam phải chết. Và sau đó tôi sẽ thông báo với báo đài là anh đã chết. Sau đó tôi sẽ tạo một hồ sơ phạm tội giả cho anh, đưa anh vào trại giam. Anh với một cái tên mới và một con người mới hoàn toàn. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ở cùng phòng giam với là Mỏ Lết, người mà Long Điên tin tưởng để gần gũi và lấy lòng tin của hắn. Vụ nổ lớn cũng không nhận dạng ra anh được, anh cứ để chú lo. Và điều đặc biệt là anh không được để cho vợ con của anh và anh em của anh biết là anh vẫn còn sống. Xem như là Trần Hậu Nam đã chết. Và bây giờ tên của anh chính là Khang Mã Tiền. Nhiệm vụ của tụi mày là phải mở cổng ra. Đừng ai ngăn cản tao trong lúc này. Tao không muốn làm hại đến ai. Mở cổng ra. Làm sao anh sống khi không thể quên em được? Anh nhớ từng thói quen có em vô về ôm. Thật nhiều thì thôi hẹn em ơi. Anh không thể bảo vệ và che chở cho em. Mình sẽ bước tiếp từ đây. Là gì còn chính tay anh giết em. Một người đàn ông như anh sống trên cõi đời thì làm gì nữa?
Rồi anh bật khóc trong đêm với nỗi tuyệt vọng, dù biết nước mắt giờ đây cũng không còn ý nghĩa. Ngày ra đi em không nói lời chia tay, nhưng anh vẫn biết thật tâm em không muốn như vậy. Làm sao anh sống khi không thể quên em? Anh nhớ từng thói quen có em, tìm em nơi nào, không có đớn đau. Mình sẽ bước tiếp từ nơi đã từng cách xa, và ta sẽ yêu. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh có làm những đau chỗ nào không? Thật sự lúc đó anh không có quyền lựa chọn. Anh không thể đứng nhìn Long Điên giết em, cho nên anh đã cầu may, vận dụng khí công của mình để bấm vào huyệt cổ của em, để làm cho em tắt thở và chết giả. Cũng mà là em phối hợp tốt với anh, chứ không anh sẽ hối hận suốt đời vì chính mình giết em. Em đã gọi điện thoại cho chính khùng heo gừng Bình Tâm đến chi viện. Thực ra lúc đó em sợ lắm, nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, em biết người đó là anh. Mặc dù anh không nói ra, nhưng từng động tác bóng nguy kinh khủng của em, em biết anh đang muốn bảo vệ em, nên em liều luôn. Cuối cùng em cũng thành công. Em không cần biết nguyên nhân, em ủng hộ và tin tưởng những gì anh làm. Chỉ cần anh mình đi là em vui rồi. Cũng may là có mỗi lát của em lúc em mới tỉnh lại. Mỗi lần biết trước anh là Trần Hạo Nam thì bằng bó vết thương cho anh. Lúc Long Điên bắn và nhìn thấy hình xăm người Long trên vai anh, mỗi lần nó rất hình tượng anh nên mới đi làm giang hồ. Nhưng chỗ không đúng người làm đại ca. Alo, đang nghe cảnh sát trưởng. Sao đám, tôi chặn chung bản của Long Điên. Kho hàng sẽ xong bay cũ không phải chứa ma túy mà hắn cài bơm để giết cậu. Có thể Long Điên đã biết anh là Trần Hậu Nam. Anh phải hết sức cẩn thận. Tôi biết rồi, cảnh sát trưởng. Nam Hưng! Hậu Nam! Hậu Nam! Chạy đi, ở đây không ở lâu được đâu! Nam Hưng! Hậu Nam! Xin cảm ơn người anh em, cho tôi cảm nhận được thế gian này. Mùa nhớ chăm sóc mẹ tao nhiều. Mày đúng là thằng anh em tốt của tao. Ba cái thác đạn này ăn nhầm với tình nghĩa anh em. Nó nghe nè, tao ngủ quá nha, ngủ quá. Đừng có kêu vậy nha. Mở lên! Mày tưởng là tao ngu tin những cái trò con nít của mày à? Bốn đấu như vậy mà mày vẫn không chết. Mày đúng là dị nhân cho những người thân của mày. Họ đã lần lượt ra đi, và mày cũng sẽ không ngoại lệ. Để tao xem dị dân như mày hưởng được bao nhiêu đạn của tao. Nào, đứng lên đi. Đứng lên hứng đạn của tao. Hảo Nam! Hảo Nam! Mày đừng yếu như vậy. Đứng dậy mà thằng em.
chuyện gian để người đang làm sẵn sàng không hổ thẹn. Quan tâm ai nghèo hay ai giàu sang, ai thật lòng ai dối lòng, Hào Nam tôi cảm được mà. Một lời gọi nhau là anh em hiếm người xin gánh cùng, khó khăn không bao giờ bỏ nhau. Hào Nam tôi xin khắc ghi trọn tình hai chữ đệ huynh, từng một lòng trong ta chi anh hào, cứ gian ta diệt hát. Tình 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 anh em ta sống chết cùng chẳng xa rời, chỉ một người hiếm nguy thôi ở đâu cũng có tôi mà. Xin cảm ơn người anh em. Cho tôi cảm ơn anh chị thôi. Mày thích giết người lắm hả? Mày thú tính hả? Mày chạy bên tao nè, chạy đâu nè. Đứa bình tĩnh, giết nó làm gì? Dễ dàng cho nó quá rồi. Có thể tao không giết được mày ở thế giới này, nhưng tao mời mày vào thế giới của tao để mày cảm nhận được tội ác của mày gây ra. Tao muốn mày sống cũng không được mà chết cũng không xong. Đền tội đi. Đền tội đi. Hảo Nam à, mày có giỏi thì ra đây chơi tao với tao, đừng có chơi cái trò hù ma nhát mũi như vậy. Tao không sợ đâu. Ra đây thằng Hà. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi hả? Đây là phần thưởng tao dành cho mày. Cũng rất gì mà tội vậy? Tính đại chết tao nè. Điên rồi, tao đốt hết viên thuốc này. Tao điên thật đó không nè? Đừng có giỡn mà. Đừng có giỡn mà. Mày hãy từ từ cảm nhận nỗi ám ảnh kinh hoàng do những chất kích thích cấm mà mày đã hại biết bao nhiêu thế hệ trẻ tương lai của đất nước phải bỏ mạng vì những chất kích thích kịch độc này. Có lẽ tao đã tặng mày quá liều, nhưng chỉ có thể như vậy mới giúp mày cảm nhận được tác hại của nó đã gây ra với biết bao nhiêu thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
nước còn chua nữa. Tôi không chơi thuốc lắc đâu, tôi không chơi thuốc lắc nữa. Đại ca, đại ca chừng chị vậy là nhẹ quá, đại ca phải giết nó đi, giết nó để trả thù chị Minh, giết đi đại ca. Anh còn chờ cái gì nữa, bóp cò đi, để nó sống trên đời này nó cũng hại thêm người thôi. Đại ca, giết nó đi đại ca. Đừng mà anh em, thằng chết rồi, em và mẫu lớn cũng không sống lại được. Hay gì em mà đừng giết hắn. Chứ sao gì hắn cũng bị tử hình vì tội danh của hắn. Hầu như rất sợ em, phụ trách tình tư khi em không còn sống trên thế gian này nữa. Cho cơn gió cuốn cô đơn ô về cùng dòng hồi ức. Hào Nam, lặng thầm, cảm ơn anh. Tự nhắm mắt để không thấy mình buồn đau. Lắm lúc thức giấc tìm hơi ấm thân quen hôm nào, hay giấc chim bao thắt tim đau nghẹn ngào. Từng dòng hồi ức như từng mũi dao xé nát kỷ niệm hằn vết dấu trong tim. Rồi anh mất khóc trong đêm với nỗi tuyệt vọng, dù biết nước mắt giờ đây cũng không còn. Đại ca, xin đại ca đừng quá đau buồn. Đại ca là đầu tàu chèo lái cho tụi em, đại ca phải bình tĩnh thì tụi em mới yên tâm. Đúng rồi đó đại ca. Bây giờ các chị An Minh đã đoàn tụ với lại chị A Mẫn, Bình Tĩnh và Hạo Kim. Bên kia thế giới chắc mọi người đang vui lắm. Trong một thời gian quá ngắn mà em lại nhận được quá nhiều sự hy sinh từ người thân tới như vậy. Anh Bình Tĩnh, đây là lần đầu tiên em gọi anh là anh. Tại vì từ xưa tới giờ em rất là phá, phá anh nhiều lắm. Nói chuyện thì xưng mày tao. Anh Bình Tĩnh, mong anh ở dưới đó sẽ chăm sóc tốt cho em. À mình, cảm giác của anh bây giờ trong vắng và hận. Nhưng anh vẫn cảm thấy yên tâm khi em đã được đoàn tụ với mọi người. Tự nhắm mắt để không thấy mình. Con người mà, ai cũng sẽ đến lúc ra đi thôi. Anh không cho phép bản thân mình yếu đuối trong lúc này. Vì anh còn là bóng cây to để che chở và bù đắp cho nỗi đau mất mẹ của hậu dân. Rồi anh bật khóc trong đêm với nỗi tuyệt. Cầu mong mọi người sớm được siêu thoát. Nước mắt giờ đây cũng không còn ý nghĩa. Cảm ơn mọi người ngày ra đi em không nói, đã dành cho anh những khoảnh khắc rất đẹp trong cuộc sống. Biết thật tâm em không muốn như vậy. Anh sẽ cất giữ nó làm hành trang, làm ký ức đẹp nhất cuộc đời mình. Anh nhớ từng thói quen có em vô về âu yếm. Chẳng cuối luôn ai, tâm yên lòng ta sẽ yên. Mình nhân gian mình ai, mặc kệ ai, cho dù gieo xấu ta hãy sống thật tâm. Anh em đồng lòng quyết tâm, đạp lên trên mình kẻ thù, sống chắc bằng con tim. Người ghét người thương, ta luôn là ta chính ta. Chọn con tim nghĩa nhân chặn đòi thay, dẫu đời bao đắng cay. Thà sống làm sao, trời cao tự khắc chiếu soi. Nào anh em hãy vững lòng, tiến bước cùng Hào Nam. Hãy
có mấy người hả? Đi cúc mộ thôi mà làm cái gì gian hàng hết vậy? Sao ông nội? Ca, ca, sao nhìn giống chị Minh nhà mình quá này ca. Này ba má chị Minh chắc sinh ba quá à. Mà bà này bà khác hai bà kia hả? Bà này mới bị bệnh nè. Trời, từ trên xuống dưới người bà sao nhìn gì xanh lẹ xanh lét vậy? Mày điên hả? Mày đang đeo mắt kính xanh kìa. Bớt xàm nhìn tao cái. Người giống người có gì đâu lạ. À, con biết chú này nè. Chú Lâm Tư Khang hay đóng Hạo Nam hả? À, Hạo Nam là chiếc chú dâu đường ngồi cũng không đấu tên. Hạo Nam, Hạo Nam, Hạo Nam, Hạo Nam. Con coi hết 6 phần người trong giang hồ của chú luôn. Hay bánh nhà lòng luôn. Chú này là chú Di Phước, con của chú Di Phương nè. Hay đóng vai à? Theo gì nè? Theo nái nè. Lộn, theo gần. Trời, mà ở ngoài mặt dữ vậy ba. Xin lỗi. Mà. Ủa. Ê, nè. Chú này là chú Tuấn Dũng. Hay đóng vai à? Bình tĩnh à. Cái gì chú Tuấn Dũng à? Thằng đó nó có râu hả? Trời ơi, con Sáu chết queo rồi mà ba. Con Sáu là anh tôi chết, nó nằm cách đây mười mấy mét nè. Xin lỗi. Ê, chú Trần Sơn Tiến nè, hay quen mấy con ghẹ chim già đến nách luôn. Thì đóng vai kinh khủng, con thích quá lắm luôn á. Ê, theo rừng. Mày giải thích giùm tao coi, con nãy bị gì vậy? Sát hại là do chơi đồ của Long Điên quá nhiều. Mày không có chơi chung với bả hay chưa? Hư cả một thế hệ 2019. Ủa? Mấy chú đang quay người trong giang hồ phần 7 hả? Mấy quay đặt ở đâu vậy mấy chú? Kiếm gì? Chừng nào mấy chú phát hành vậy? Chừng nào mà hết Thác Hùng đi rồi phim phát hành. Chú, nó chửi con kìa chú. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Tên của con là Dương Tiểu Phi, là PA cho một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Sài Gòn. Hả? Con giáp thứ 13. Mấy chú nha, mấy chú tào lao quá nha. Con cấm mấy chú không có được phép gọi con là con giáp thứ 13 nha. Tôi không phải là con giáp thứ 13, vì bản thân tôi chưa bao giờ muốn làm người thứ ba. Ê, có khi nào cắn mình không? Trời yên tâm đi, tao có bông gòn mà. Nhưng mà cái thể loại này mà cắn một cái là chảy nọc chắc luôn. Không có sao, có bông gòn của mày không lo. Nhưng mà tao không có thuốc giải. Tao có thuốc giải nè. Đi anh mày uống đi. Chi vậy? Mốt cái nào tao cũng cắn mày à. Mày điên quá à. Mày là chích ngừa cho nó đi. Mấy chú. Mấy chú thấy con vui hả mấy chú? Làm gì mà vui dữ vậy? Con mới bị say đủ hỏi sao mà không vui cho được. Hôm nào mấy chú rảnh á, mấy chú ghé quán bar của con chơi, có mẹ tươi lắm á. Cả vợ chú Kim Du Si không có cửa đâu. Thôi, con đi đây. Mày chào cái gì tao bịt lỗ tai nãy giờ mày có nghe cái gì đâu mà chào cái gì? Tả ra mới đi được mấy ba ơi. Bộ từ xưa đến giờ chưa thấy gái đẹp hả mấy ba? Thấy, tao nói mày coi cái loại này có độc chắc người mày cắn nó. Chú Hào Nam, con thần tượng chú lắm đó. Ai cũng nói con á là giống Kim Du Si vợ chú hết đó. Có phần nào á mà vợ chú đi đẻ không đóng được á, chú cho con đóng thế gia vợ chú nha. Con mê đóng phim lắm, con không lấy tiền cách xe của chú đâu. Bà nói đủ chưa? Bà lo cái thân của bà đi kìa. Bạn đã đeo chiếc bèo chưa? Đi, nhanh lên. Đi lại đi. Đi đi quyết không. Đi được không đâu bà. Đi lại. Thôi, đi. Dạ. Các bạn thử nghĩ nếu Dương Tiểu Vy được thu nạp vào ban hội Vương Lạc của Trần Hạo Nam thì có phải Hạo Nam như hổ mọc thêm cánh hay không? Bóng hồng nào mà lả lơi trước mặt Hạo Nam chắc bà cho ăn chay ngập đầu.
Nghĩ thôi mà cũng đã sợ rồi. Liệu cuộc gặp gỡ này của Hạo Nam và Dương Tiểu Vy sẽ mở ra nhiều điều hấp dẫn mới lạ về phần sắp tới? Câu trả lời có trong Người Trong Giang Hồ phần 8. Trời cao từ khăn chiếu soi, nào anh em hãy vững lòng tiến bước cùng Hào Nam. Là một ngày rất là trọng đại, đánh dấu lễ kỷ niệm 2 năm thành lập của Clink World. Chúng ta đã đạt được gần 10.000 thành viên và phát triển hơn 5 quốc gia. Tại Viện Nghiên cứu Singapore đã phát triển thành công một sản phẩm đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain vào trong máy đọc sách. Và ai trong tất cả quý vị muốn mình vừa đọc sách để nâng cao hiểu biết và đặc biệt có thêm nguồn thu nhập thì hãy say yes được không ạ? Và sau đây chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón CEO Chí Cao và giám đốc truyền thông Richie M. Chí Cao xin chào tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay. Mọi thứ trên thế giới này không phải nằm ở chỗ khó hay là dễ, mà nó nằm ở việc chúng ta biết hay là không biết. Khi chúng ta biết, mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Còn nếu không biết, mọi thứ sẽ rất khó. Liên Quân của chúng ta sẽ tuyên truyền cho cả thế giới phải biết rằng muốn tăng sự hiểu biết thì phải đọc sách. Và tài sản lớn nhất của con người đó chính là trí tuệ. Xin chào. Tôi muốn đàn em của tôi gia nhập thế giới Clink World để mở mang kiến thức và trưởng thành hơn. Chào mừng anh Hạo Nam đến với thế giới Clink World của chúng tôi. Clink World!